Em nghĩ đây là cái chỗ khó nhất, vì là vậy mà đứng luôn. Các anh chị ạ, hôm nay em sẽ chinh phục khe núi kia và bắt con dê chắc ở bên này, ở mấy chỗ này đó, nhưng mà em phải lên đã rồi sẽ biết. Và bây giờ em sẽ bắt đây. Ở đây thì là thung lũng chuối, thực ra tên là thung chuối đấy. Thì ở đằng sau quả núi này có chuối, rất nhiều chuối đó. Đi. Em sẽ chinh phục mọi núi, khe núi, tất cả đều là cố gắng. Rồi. Ok. Đây chính là đường. Wow, tôi đang chạy đi nha. Đến được chỗ này. Và các anh chị ạ, khi leo núi là chúng ta cần một tay một chân chắc. Đầu tiên là chúng ta phải lay này, viên đá này rất chắc, chân cũng vậy, viên đá này cũng rất chắc để nhìn chỗ lên. Đây là thử thách đầu tiên các anh chị ạ. Đây. Mục tiêu của em là qua cái viên đá này lên cái gốc cây kia. Và đó, em đã qua thử thách đầu tiên. Và có vẻ là rất là khó, nhưng không sao. Em sẽ lên cái thử thách đầu thứ hai là lên kia, qua ngọn đá này. Và các anh chị ạ, chúng ta cần nói nhỏ. Ở đây có cả phân dê khô này, có cả phân dê tươi. Ở đây rất nhiều phân dê tươi. Và em nghĩ, đây, đấy các anh chị có thấy không? Và em nghĩ là có một con dê nào đó, rất là nhiều con dê nào đó đã vừa ị xong ở đây vì phân dê tươi mà. Và em nghĩ là em sẽ bắt được một con dê ở đây. Em phải nói rất nhỏ. Ok. Các anh chị ạ, mục tiêu của em tiếp theo là qua chặng đá này lên gốc cây kia. Và bây giờ em sẽ bắt đầu nhé. Đây là mấy cái cây kiểu rất là khó chịu khi leo núi các anh chị ạ. Và các anh chị ạ, em đã chinh phục được chỗ này và em đã lên được đến đây. Bây giờ tiếp theo các anh chị ơi, em đã tối rồi và
có vẻ như là đến đây là củi các bác đã chặt ở kia. Có vẻ đã có người đến đây. Không đời nào mà em không thể làm được. Và bây giờ em sẽ đi lên tiếp. Và các anh chị, đây là hang đá này. Có vẻ nó thông lên kia. Và có vẻ như là những trời mưa ấy, thì con dê nó hay trú ở đây. Đó. Các anh chị có nghe tiếng dê không? Okay. Các anh chị ạ, dê rất nhiều ở cái ngọn núi kia. Hoặc là ở dưới này thôi. Cũng rất là nhiều. Và các anh chị ạ, em chờ một lúc hơi nóng. Thế em bỏ vội quần áo ở đây. Rồi tí nữa em xuống em lấy. Và các anh chị ạ, đoạn này bước đồ khó. Rất là khó luôn. Và đây là cây tre. Bố em làm bamboo ali, nghĩa là sử dụng tre làm nhà. Và bây giờ em sẽ lên chỗ này nhá. Có vẻ đây rồi. Các anh chị ơi, em đã lên được đây. Và các anh chị ạ, đây là phân dê. Ui dồi ôi, đây cái loại phần thối này, ỉa bậy bạ. Hang này các anh chị này, hang này thì em cũng không biết là ai ở nữa. Đây này, con vật nào ở nữa, ở trên kia cũng đã bắt đầu đẹp rồi. Em sẽ phải cẩn trọng với chỗ này. Let's go. Wow. Ui, bố đây. Và các anh chị ạ, đây là cây bông lau. Ngày xưa đến bữa đấy là hay tập ở đây. Và rất là đẹp luôn các anh chị ơi. Nên đến đây là rất là đẹp. Lên đây chắc mình lên tận ngọn luôn các anh chị ạ. Đây là cái chỗ khó nhất vì là vậy mà đứng luôn. Và các anh chị ạ, em đã lên rất cao. Ở đây rất đẹp, rất rất đẹp. Và em phải chờ bố vì lúc này là rất là nguy hiểm rồi. Và các anh chị ạ, vì là sự an toàn của riêng chúng ta cho nên là bố em đang quay. Và vì chỗ này rất là khó cho nên em xin phép là khi nào đến một chỗ an toàn nào đó em sẽ quay cho các anh chị nhé. Và các anh chị ạ, bây giờ các anh chị đã thấy kinh khủng chưa? Wow. Con có thể làm được.
kìa các anh chị kìa. Có vẻ như các bác đã lên đây. Nhìn xuống thì rất là đẹp. Hello bạn chim nhỏ. Các anh chị ơi, sắp đến thung lũng rồi. Và các anh chị ạ, em đã lên đến đỉnh của khe núi. Và em đã làm được. Bây giờ, đôi khi cái lúc đi lên dễ hơn đi xuống. Các anh chị ạ, cái áo của em vẫn còn đây. Rồi. Và rồi. Vẫn còn nguyên. Rồi bây giờ em sẽ đi tiếp nào. Và các anh chị ạ, em đã chinh phục được ngọn núi này. Mặc dù không cao lắm đâu. Các anh chị nào mà thích leo núi giống em thì các anh chị hãy comment cho em biết nhé. Và nếu các anh chị nào mà chưa đăng ký em thì các anh chị hãy đăng ký, nhấn chuông đinh đinh và like cho em nhé. Bye bye.